Sao bát kiểu gì mà dò dỉ nước ra hết thế này? Sao bát lại dán hết bằng dính thế này? Nãy con rửa bát xong bị rơi vỡ, con sợ bố đánh nên con dán tạm. Cái thằng này mày lại lươn lẹo đúng không hả? Rõ ràng lúc nãy con bảo là chưa rửa bát nên mới phải dùng bát nhựa để đựng, bây giờ lại bảo là rửa làm vỡ. Mà nếu như có rửa nhá thì cũng chỉ vỡ một hai cái thôi chứ sao lại vỡ hết. Nãy con đang bưng vào thì con vấp phải con lu đấy, cái là con lu phải nó thế này là nó vỡ hết bọn ạ, nó làm cái kìa. Thảo, nói thật cho bố nghe, không là hai đứa nát đi đấy. Bố ơi, tại anh Hiếu anh nghịch nghịch học pha chế lắc lắc các thứ nên là mới vỡ hết bố ạ.